còn cái chuyện như màn hình của đài truyền hình FPTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình của đài chúng tôi trước phần quảng cáo. Có kể quý vị nghe là trong chương trình 60 Minutes của đài CBS cuối tuần vừa rồi, họ đã công khai một cuộc điều tra mà họ kéo dài trong 5 năm qua, kể từ năm 2021 đến bây giờ mới công bố. Đó là về cái chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8 2021 của bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Nếu quý vị nhớ lúc đó nó có một chuyện xảy ra là bà đang ở Singapore chuẩn bị vào Việt Nam, thì nó có cái câu chuyện là một số nhà ngoại giao và binh sĩ của Mỹ bị cái gọi là hội chứng Havana. Hội chứng Havana có nghĩa là gì? Các nhân viên nó bị cái sóng nào đó nó nghe lén gì mà nó nghe mạnh quá, nó làm cho ù tai rồi xây sập này, đại khái 11 người bị như vậy. Thành ra lúc đó đó cái chuyến đi vào Hà Nội của bà Kamala Harris bị hoãn lại 3 tiếng đồng hồ, sau đó bà mới đi vào. Và bà vào đó thì bà gặp ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lúc đó. Thì bà có đề nghị là hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược, nhưng mà hai ông làm lơ. Nhưng mà chuyến đó đi bà cũng thay mặt nhân dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tặng cho nhân dân nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 1 triệu liều vaccine. Nhưng mà trước khi bà đến gặp ông Phạm Minh Chính thì ông Hùng Ba, đại sứ của Trung Quốc, có đến là cũng tặng 1 triệu liều, mấy trăm ngàn liều vaccine của Trung Quốc. Đó là câu chuyện như vậy. Rồi sau đó chuyện đã xong, không ai nói gì cả. Cái câu chuyện mà các nhà ngoại giao ở binh sĩ Mỹ bị cái hội chứng Havana sau đó không thể nói nữa. Thì hôm Chủ nhật vừa rồi, đài CBS tiết lộ chuyện động trời. Chuyện đó là chuyện gì anh Long biết không? Thưa quý vị, đài CBS họ và cùng hai cái cơ quan truyền thông khác đã làm một cái cuộc điều tra. Và trong cuộc điều tra này họ thấy rằng là họ đưa ra kết luận là cái hội chứng Havana này có liên quan đến một cái đơn vị tình báo của Nga. Là bởi vì họ nói rằng là cái dấu hiệu của đơn vị tình báo của Nga này nó xuất hiện ở những cái địa điểm mà các nhân viên của ngoại giao Hoa Kỳ, rồi các nhân viên mà làm việc cho Hoa Kỳ ở các cơ sở ngoại giao ở ngoại quốc đều gặp bị cái tình trạng hội chứng Havana này trùng vào những cái thời điểm mà những cái đơn vị tình báo Nga này nó có mặt ở tại trong cái khu vực đó. Thì cái đó là cái điều mà CBS trên chương trình 60 Minutes của CBS nếu họ đã khám phá ra cái việc này. Thế anh, trong đó cụ thể đó là họ nói như thế này: họ đã phỏng vấn những cái người mà điều tra vụ này, đặc biệt là hai cái nhà mà sản xuất chương trình là Michael Ray và Oriana Gil de Granado của CBS, cùng với ông Christo Grozep. Ông Christo Grozep là một nhà báo chuyên điều tra về những cái vụ mà đầu độc. Ông nổi tiếng trong cái vụ mà điều tra phát hiện ra cái chất đầu độc. Cái ông Alexei Navalny là nhân vật đối lập của Putin mà mới bị chết cách đây là hơn 1 tháng. Đó. Thì ông này ông lấy được cái email bằng tiếng Nga, không biết vì lý do gì ông có cái đó. Thì trong cái email này cho thấy là bên phía tình báo của Nga là có đề nghị là giúp cho Việt Nam để theo dõi các giới chức của Mỹ. Thì được ông Putin chuẩn thuận. Sau đó họ đưa cái kỹ thuật này cho bên phía công an Việt Nam và để theo dõi các giới chức Mỹ. Thì cái kỹ thuật này nó dùng cái gọi là cái sóng microwave để mà nó nghe lén. Nhưng mà khi mà nó đẩy cái sóng này mà tối đa lên có thể lên tới trên 160 decibel. Mà con người ta chỉ có thể chịu được 130 decibel là tối đa cái âm thanh, cái nó lượng âm thanh đó. Thành ra những người này bị. Và họ kết luận là có thể là ngay cả nhân viên an ninh Việt Nam dùng cái kỹ thuật này mà không biết là nó nguy hiểm đến như thế. Tức là chỉ để nghe lén thôi. Đó. Thì tổng cộng là có 2 nhân viên ngoại giao Mỹ ở Hà Nội bị phải đưa ra khỏi Hà Nội. Và 9 binh sĩ Mỹ trong cái lực lượng mà gọi là quốc phòng đi để tiền trạm bảo vệ cho bà phó tổng thống. Đó là theo họ nói. Họ không có xác định một cách 100%. Họ nói là có vẻ như, tức là CBS sau cái điều tra này, họ nói có vẻ như là Nga đứng đằng sau lưng vụ này. Thì ông Grzeb này khi mà phỏng vấn ông bảo là chuyện này cũng rất bình thường thôi. Là bởi vì khi mà Hoa Kỳ tìm cách bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba, mà Cuba là một đồng minh lâu năm của Nga, thì là tình báo Nga đã đứng sau lưng cái vụ này và đẩy cái kỹ thuật này cho bên ở Cuba để mà phá cái này, phá nhân viên ngoại giao của Mỹ. Lúc đó mới biết là mấy chục người ở tòa đại sứ Mỹ ở Havana phải đi về. Đó. Rồi bây giờ là Việt Nam cũng là một đồng minh lâu đời của Nga, mà bây giờ bà Kamala Harris đến định nâng cấp lên đối tác chiến lược thì họ phá. Đó là theo cái nhận định của những người này. Tức là tất nhiên cái này không 100%, nhưng mà qua những cái điều tra họ nghi là Nga đứng sau lưng vụ này.
vào Việt Nam là các anh mà dùng cái kỹ thuật này mà không biết nó nguy hiểm đến như thế, tự chỉ ghe lén mà thôi. Ở trong khi bà Kamala đến thì tặng cho 1 triệu liều vaccine và lại xịn. Đó, thì câu chuyện như vậy, và trong cái chương trình này nó rất là dài, tôi coi từ đầu đến đuôi thấy là nó có nhiều trường hợp bị bên Havana có, bên Đức có, bên những cái nơi khác có. Tức là họ dùng cái kỹ thuật này. Có một trường hợp 3 người ở Frankfurt, ở bên Đức đó, sau này được đưa qua bên Ukraine để mà gọi là gì, kích động cái cuộc biểu tình chống ông Putin ở bên Moscow năm 2014. Sau đó họ biết ba người này đi về qua những cái cơ quan ngoại giao khác, đều bị, 2 người bị trực tiếp, còn 1 người là gia đình bị. Rồi họ kể một câu chuyện một ông người Nga nữa, mà sau này biết là nhân viên tình báo, đi qua Mỹ diện như là đi làm việc, làm đầu bếp ở bên New York, có show truyền hình luôn. Một ngày đẹp trời, cảnh sát Miami dí của anh này, kêu chặn đường lại, anh này không chặn, chạy 15 dặm. Cuối cùng cảnh sát nó bỏ cái gai bắt, thế là anh này. Thì lúc đó không biết anh này là anh đầu bếp. Họ khám trên tiền bạc giấy tờ này kia, quốc tịch Nga, nhưng mà họ thấy có một cái điện thoại, một cái loại mà phát sóng, à, để làm chuyện đó. Thì anh này sau đó bị bắt, nhốt tù 30 ngày thôi vì cái tội là bỏ chạy, chứ không có bằng chứng nói là anh làm gián điệp. Sau đó anh này về bên Nga, thì theo lại CBS là điều tra cho biết là anh này được đưa qua bên Ukraine và rồi chết ở bên đó. Bây giờ người ta không biết là chết thật hay không, hay là bịt đầu mối luôn. Đó, một anh chàng mà đầu bếp người Nga đó, đã khái cái gì nào mà chúng tôi không quảng cáo, nhưng mà muốn biết câu chuyện này vô chương trình 60 Minutes của đài CBS, nó có nguyên một cái episode dài, trong đó một phần nói về Việt Nam, chúng ta sẽ nghe rõ hơn. Thì chung quy là gì? Tức là người Nga, theo như nhận định của các, những người này đó, là người Nga định phá cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam bằng cách là đưa đồ chơi cho Việt Nam mà không cho Việt Nam biết là nó nguy hiểm cỡ nào. Ông Việt Nam thì ông không biết, bộ tưởng cái này chỉ nghe lén thôi. Không ngờ đâu, cái nghe lén này là nó làm cho cái là bị luôn. Đó, bởi vì quý vị biết 9 binh sĩ Hoa Kỳ đi qua trước để coi như là tiền chạm cho bà Kamala Harris là nó bị nghe lén thôi, thấy không? Rồi 2 người ở tòa đại sứ ở Hà Nội đó, đó là 11 người tổng cộng. Thì đó là câu chuyện nó như vậy, thưa anh Long. Là bây giờ không biết là giữa Hoa Kỳ bây giờ chuyện này nó chưa có gọi là một cái điều chính thức đúng không anh? Bên Mỹ họ lơ chuyện này. Họ lơ chuyện này. Tôi đang thắc mắc đó. Dạ. Là nếu mà Mỹ bây giờ chính quyền Mỹ là lơ chuyện này. Cái này là đài CBS họ tiết lộ ra thôi. Nó qua vấn đề ngoại giao. Thì qua chuyện này chúng ta nghĩ rằng là bên phía Việt Nam và quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác thì họ sẽ nghĩ gì về bên phía Việt Nam trong cái hành động gọi là tiếp tay với Nga. Cái chuyện thật sự mà nghe lén cũng là một cái chuyện rất bình thường giữa các quốc gia. Nhưng mà trong cái việc này thì tự nhiên cái niềm tin nó sẽ không còn nữa thế. Vâng. Nhưng mà như tôi nói đó, bên Mỹ họ lơ cái chuyện này. Mà cái này không phải mới lần đầu tiên Việt Nam với Cuba không, mà cả Trung Quốc nữa. Thì các cái người mà tôi coi trên chương trình CBS họ nói rằng là bởi vì chính phủ Mỹ là lo về kinh tế, thấy Trung Quốc với lại Việt Nam là bây giờ cái mối lợi kinh tế nó quan trọng nên người ta lơ cái chuyện này đi. Thì cái này có lẽ đến một lúc nào đó, một tổng thống nào đó lên ra lệnh điều tra lại thì họ sẽ là điều tra. Còn cái này là điều tra này riêng của đài CBS nha quý vị, riêng của đài CBS chứ không phải của chính phủ Mỹ. Đó là câu chuyện nó như vậy. Đó là hôm Chủ nhật họ tiết lộ. Còn ngày hôm qua thì thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bồi cho Việt Nam một cú. Cú gì Long biết không? Bên phía Việt Nam đã, bên phía Hoa Kỳ đã gây một cái sự quan ngại về những người mà bày tỏ quan ngại, một người bày tỏ. Trong cái laptop không mở được cái trang này nhục. Vâng, bác có thể cho coi cái hình, tôi thấy là ngày hôm qua phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Mỹ đã cho biết là Mỹ quan tâm về cái chuyện là Việt Nam mới đây bắt một số nhà bất đồng chính kiến, đặc biệt là những người thượng, những người mà ở cái vùng cao nguyên. Anh cho coi cái hình đó. Thì trong đó cái danh sách này bên phía Bộ Ngoại giao nêu ra gồm có các ông chẳng hạn như là ông Y Craig Bia bị tù 13 năm đó, chỉ vì lên tiếng một cách ôn hòa về tự do tôn giáo. Đó là theo cái tuyên bố. Rồi ngoài ra có các ông khác chẳng hạn như là Nay Y Plang, Danh Minh Quang, Thạch Cường, Tô Hoàng Chương đều bị bắt vì cái lý do là họ đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Và Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chúng tôi rất quan tâm chuyện này và yêu cầu thả tất cả những vụ bắt bớ mà gọi là không có chính xác như thế này. Thì đó là cái Bộ Ngoại giao đưa ra một cái bản rất là vắn tắt thôi. Quý vị thấy cái tựa đó và tôi nhìn nó chỉ có vài chục chữ thôi. Nhưng mà cái quan trọng là
không hiểu tại sao đưa ra thời điểm này, chỉ một ngày sau khi đài CBS tố cáo là Mỹ ở Việt Nam, nó tố cáo thôi nha, tố cáo thôi chưa bằng chứng, là Việt Nam với Nga là thông đồng trong vụ mà bà Kamala Harris đi đến Việt Nam hồi năm 2021. Và nó xảy ra vào cái thời điểm mà hiện nay Việt Nam đang vận động rất mạnh mẽ để được Mỹ lấy ra khỏi danh sách 12 quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Đó. Bởi vì Việt Nam đang rất lo ngại là nếu tháng 11 này ông Trump mà thắng cử là Việt Nam mà, ông Trump là ông sẽ dập Việt Nam. Bởi vì ông nói, ông từng nói Việt Nam là cái anh mà gọi là lợi dụng, lạm dụng nhiều nhất trong cái gọi là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó. Ông đã điều tra rồi, cái vụ mà bán thép rồi phá giá đồng tiền, đủ thứ hết. Nhưng mà ông chưa kịp làm thì ông lại thua một cuộc bầu cử. Thế nên khi ông Biden vô đó, ông Biden tha cho Việt Nam hai lần. Nhưng mà kỳ này đó thì là hơi căng. Đó, bởi vì Việt Nam bị tố cáo là nền kinh tế không phải thị trường. Rồi cách đây 2 ngày, không, cách đây độ chừng 5 ngày, ngày 26 tháng 3, Bộ Thương mại của Mỹ lại đưa lên công bố cho biết là họ đang xét là có cái tố cáo của bên Hội đồng Thương mại Mỹ là cái tôm của Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador, ba cái tôm của ba nước này được trợ giá. Cho nên là đến tháng 8 này Bộ Thương mại sẽ quyết định là có tăng cái thuế đối với để trừng phạt Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador hay không. Còn cái mà xin ra khỏi cái danh sách 12 quốc gia mà gọi là phi thị trường đó thì ngày 26 tháng 7 Việt Nam, bên Mỹ sẽ trả lời. Bên Bộ Thương mại Mỹ sẽ trả lời. Và Việt Nam trong những ngày qua quý vị biết họ vận động ghê lắm. Nhưng mà bây giờ cái vụ Havana với cái vụ mà nhân quyền này ra thì không biết sao đây. Đó, đó rồi cái vụ mà tôm bán phá giá nữa. Đó, thành ra cũng mệt cho Việt Nam trong chuyện này chứ không phải là không. Thì đó là những gì chúng tôi gửi đến cho quý vị trong chương trình SBTN Morning sáng ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trong chương trình Xoáy Tin.